Xin chào tất cả mọi người. Chúng ta cùng quay lại với lại cái clip nhận định số 3 của mình về cái thị trường ngày hôm nay, ngày 13 tháng 5. Thì trước tiên thì chúng ta có, các bạn có thể xem lại cái nhận định của mình ngày hôm trước và ngày thứ bảy tuần trước, là mình có nhận định rằng là sắp tới nó sẽ có một sự điều chỉnh của Bitcoin nó rất là mạnh. Còn mạnh đến đâu thì sau ngày hôm thứ bảy ấy, mình có update một cái chart và mình cũng có báo cho một số bạn ở bên cái channel margin của blog tiền ảo, là mình báo các bạn short ở cái vùng 58.000, khoảng tầm 58.000 đến 59.000, và tất cả những cái lệnh đó đều đặt stop loss tại 59.500. Và cái điểm tích chốt lời của mình thì nó sẽ nằm ở vùng 43.900 đến 38.500, sâu hơn thì nó có thể về 36.000 hoặc 32.000 như ở trên biểu đồ đấy các bạn có thể thấy. Thì đây là những cái vùng mà mình kỳ vọng chốt lời đối với lệnh short. Thì đến bây giờ, ngày đêm hôm qua và rạng sáng nay, giá Bitcoin đã rớt từ đỉnh của cái đợt sóng hồi vừa rồi, từ 59.000 về đến cái đáy là khoảng 45.000, 46.000. Đây là cái chart của spot. Còn bên future nó về đến tận 45.600, thì nó có cái sự chênh lệch như vậy. Thì về cái nhận định về cái thị trường của mình trong cái thời gian sắp tới thì nó như thế nào? Thì đối với BTC ấy, thì cái khoảng cách mà mình tính cái khoảng thời gian á, nó tạo đáy là sẽ nằm ở trong khoảng từ ngày 17 đến ngày 21. Thì nếu mà các bạn đã có follow channel margin của Bitcoin tiền ảo thì các bạn có thấy mình đã làm cái nhận định cách đây vài ngày rồi. Thì cái thời gian nó tạo đáy sẽ nằm ở trong khoảng ngày 17 đến ngày 21. Ngày 21 là tối đa, nhưng mà đáy nó tạo về đâu thì mình không chắc, mình không dám chắc. Mình chỉ biết là các cái mốc chốt lời cho lệnh short của mình nó sẽ nằm ở khoảng 43.000 với điểm take profit 1 và 38.000 với cái điểm take profit 2. Rồi sau đó, sau khi đó thì hết cái thời gian tạo đáy này, nếu mà nó không đạt được những cái kỳ vọng về những cái target của mình thì mình sẽ tiếp tục, mình sẽ update thêm về cái tình hình của Bitcoin cho các bạn tham khảo. Còn hiện tại thì giá nó vẫn đang giảm và nó chưa có đạt được những cái mốc mà lợi nhuận kỳ vọng của mình. Rồi nhìn sang về cái biểu đồ của Bitcoin Dominant thì hiện tại các bạn nhìn thấy có thể là Bitcoin giá như clip trước mình nhận định á, thì khi mà nó xuất hiện cái tín hiệu mà mô hình hai đáy ở đây thì giá nó Bitcoin Dominant nó có hồi phục, nhưng mà sau đó nó lại quay lại nó phá luôn cái mô hình này. Thì hiện tại nó vẫn là giảm. Nó vẫn giảm và nó chưa hề có một cái dấu hiệu nào nó điều chỉnh. Chưa có dấu hiệu nào nó điều chỉnh, nên là trong cái lần mà giảm giá, sụt giảm giá lần này á, thì các bạn có để ý thấy là các altcoin có giảm điều chỉnh nhưng không nhiều như BTC. Altcoin giảm điều chỉnh nhưng mà không nhiều bằng BTC, và đâu đó một vài con như là AVE và con Alpha nó có dấu hiệu break out và đi tăng trưởng ngược bão. Nó có dấu hiệu break out và nó đi tăng trưởng ngược bão. Thì cái điều lạ ở đợt này là Bitcoin giảm mà altcoin lại không có giảm mấy và Dom nó vẫn tiếp tục giảm. Thì đối với thị trường altcoin thì như hôm trước clip nhận định ngày thứ bảy ấy, thì mình đã get out ra một phần lợi nhuận, và mình cũng đã khuyên các bạn get out ra một phần lợi nhuận
của Ancoin rồi. Thì theo cái nhận định cá nhân của mình, ở cái thời điểm này sắp tới, giá Bitcoin Dominant có thể nó sẽ hồi phục về cái mốc, test lại cái mốc 47 đến mốc 52, test lại cái mức hỗ trợ đó. Thì nếu mà trong trường hợp này, đây là một trường hợp rất là xấu nha, nếu mà giá Bitcoin Dominant nó hồi phục về vùng 47 đến vùng 52 mà Bitcoin nó tiếp tục đi xuống, thì thực sự Ancoin nó sẽ có một cái đợt giảm sốc luôn á. Có một đợt giảm sốc. Giảm sốc thì sao? Thì cũng đây cũng là một trong những cái cơ hội để các, nếu mà như các bạn nào mà đã get out, đã xem cái nhận định của mình tuần trước thì các bạn đã get out ra một phần rồi, thì đây sẽ là cái cơ hội để cho chúng ta có thể vào bắt đáy. Còn bắt đáy nha, bắt đáy thì có thể các bạn sẽ ăn được con sóng hồi, hoặc những cái con nào mà tùy biểu đồ, những con nào mà chặt nó đã break out lên rồi thì nó có sự backtest, thì đây là cơ hội để các bạn bắt, để các bạn ăn được cái sóng tăng tiếp tùy với biểu đồ của từng Ancoin. Trong trường hợp nếu mà Bitcoin Dom nó tăng như vậy thì cái thời điểm nào để các bạn bắt đáy, thì theo mình là cái thời gian của chúng ta cứ phải chờ đợi thôi, vì các bạn là nhà đầu tư mà, nếu mà các bạn hold spot thì các bạn là nhà đầu tư, thì các bạn nên chờ đến ngày 21 khi mà Bitcoin nó hết cái thời gian nó xác nhận đáy ấy, thì chúng ta tham gia thị trường. Còn đáy ở Bitcoin ở đâu thì mình không dám khẳng định nhé. Mình không dám khẳng định, thì khi đó là cái thời điểm tốt nhất để chúng ta nhảy vào thị trường để mua Ancoin, và chúng ta có thể hold spot để kỳ vọng những cái con sóng hồi hoặc những con sóng tăng tiếp diễn. Rồi, cập nhật của mình chỉ ngắn gọn đến đây thôi. Về thị trường thì nó đã điều chỉnh rồi. Nó đã điều chỉnh rồi, thì nếu mà ai chưa thoát bớt thì có thể là đến bây giờ các bạn thoát thì nó đã có, nó cũng đã là hơi muộn rồi đó, hơi muộn rồi. Nhưng mà cũng nếu mà có tiền thì theo mình là nên chờ đợi, chúng ta còn tiền thì chúng ta nên chờ đợi để chúng ta mua thêm. Mua thêm vì sao? Vì trong tương lai, trong khoảng thời gian trong năm nay ấy, mình sẽ kỳ vọng về cái Bitcoin Dominant này nó sẽ giảm về cái vùng trước mắt là cái vùng 33.82, còn sâu hơn á, nó có thể về đến cái vùng khoảng 24 chẳng hạn. Thì khi nó về vùng 24 này thì cái mùa Ancoin của chúng ta sẽ tiếp tục, mùa Ancoin của chúng ta sẽ tiếp tục nha. Rồi, có clip mình của mình xin tạm dừng tại đây. Các bạn nào có ý kiến hay đóng góp cái gì ấy, thì các bạn có thể comment ở dưới phần comment ở dưới link của video này nhé. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người may mắn.